Hãy thử kéo lên nó mới búng nha các bạn. Nhưng bên này chắc tôm nhỏ à. Cơm hả? Cần này phải dính tôm càng mới đã. Đó. Đây. Nãy giờ thằng dính sai này không rồi nha. Hàng mini không rồi. Bây giờ mình gỡ nó kẹp mà. Cho nó sốc ha. Lên hàng nha các bạn. Sao nhẹ quá rồi. Ủa sao nhẹ dữ ta. Mổ dữ lắm luôn rồi. Hình như cái bông lau chạy ngược lên. Mình chắc tuột luôn rồi. Quay lẹ lẹ luôn. Đây bạn ơi. Dân cao thủ vừa cầm lên là biết tôm hay cá liền. Biết cách mổ rồi, dướng luôn rồi. Ừ, ra rồi. Dụng luôn quá chứ ba. Luôn rồi. Con này bắt cá ăn ký hoài vậy. Bởi em không rồi ra em có nhát á. Dạ. Bắt cái đó mới đã ha. Dòng nó chạy mới đã. Theo nó mới bắt được chứ không. Lưới tôm mà còn cần ấy nữa. Bây giờ lo nói chuyện nó lòi hết luôn. Tới nước nó ăn mê lắm, bỏ xuống một cái là chưa giáp cần là nó đã bữa rồi. Cứ khi hút thiếu thuốc không kịp luôn hả chú? Rồi không hút được luôn á, cái này nó vừa hút không kịp. Không lấy được điếu thuốc hút luôn. Rồi biết á, câu tôm mà dính á nha. Ví dụ mình đang kéo cần này, con tôm nó ăn cần này đang dính đó. Rồi nó ăn cần khác rồi mình làm sao? Nếu mình bắt được con tôm này thì cần kia con tôm nó sảy. Nó sảy. Đúng không? Dạ. Bắt buộc mình phải dỡ lên vậy nè. Dỡ lên vậy cái mình gá ra làm sao vậy cho nó hỏng giò. Cho nó hỏng dưới đất, con tôm nó hỏng dưới mà mặt đất dưới á. À. Tức là mình gác lên xuồng, tức là nó hỏng dưới chân rồi, dạ. Dưới đất rồi. Dạ. Là bảo đảm con tôm nó không bao giờ mà nó sảy. Ủa nó hỏng là nó không sảy, còn nếu mà nó bò dưới đất là nó máu vô lửa câu, còn cái kia nếu mà mình để thì nó hai cái càng nó biết bỏ lửa câu ra. Nó biết phải không? Dạ dạ. Con tôm nó có cái càng hai cái càng nhỏ nó mới đút cái cục mồi vô trong miệng nó. Dạ. Thì nếu mà mình chậm thì nó gắp cái lưỡi bỏ ra ngoài. Nó ra đâu có dính. Bắt buộc phải gỡ. Trời trời, có nhiều khi câu 8 cần mà 6 cần dính tôm rồi làm sao? Gắt 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 đại đã hả? Thí dụ như mình đang kéo con tôm nó nhỏ. Dạ. Thì mình dở lên mà thấy con tôm mà nó búng bự, nó búng mạnh á. À. Thì mình bắt con tôm kia, bỏ con tôm nhỏ lại, mình lấy dây nè. Cái dây mình kéo tới đâu, mình quấn ra trong cái ngón giò. À. Mình để đó mình chịu. Dạ. Bắt con tôm bự trước. Dạ. Rồi mới tới mấy thằng kia. Dạ. Nói là mình phải kinh nghiệm vậy chứ. Mình bắt con tôm nhỏ rồi, con tôm bự rồi. Nó bỏ hả? Nó kẹp, nó dễ kẹp bỏ lưỡi ra lắm. Dạ dạ. Với một cái nữa là con tôm càng á, nó ăn á, thường nhất là nó nuốt luôn cái lưỡi. Nuốt lưỡi. À, nếu mà mình chậm á thì nó cắt, nó cắn ngang cái sợi dây cước của mình. Đứt luôn. Là nó đứt luôn. Dạ. Là con tôm nó không dính được. Thật ra nhiều khi á, con tôm sao mà nhiều khi hút nước xuống không được. Trời ơi, nó bận rộn, 8 cần nó bận rộn á, là không có thời gian mà yeah. Không có thời gian luôn chứ đừng có nói chi mà hút điếu thuốc. Chú ba con đăng clip chú ba gâu dính nhiều á, cái người ta hỏi chú ba có xài thuốc gì không mà dính nhiều quá. Không, nó sên cắt ra bình thường. Chỉ là sên bình thường thôi đúng không? Ừ. Tại người ta nói là chắc có xài thuốc gì mà dính nhiều dữ vậy. Nhưng mà một cái á, là tùy theo nước. Nước nào tôm ăn, nước nào tôm không ăn. Thí dụ bây giờ mình kể ra một cái là có câu chuyện này nó rất là có ích cho những người mà cần thủ nè. Thí dụ trời lạnh, đừng bao giờ câu ở dưới sâu. Tức là ngoài giữa sông hoặc là giữa lạch đừng bao giờ câu. Mà câu trong mé.
Tức là mình dở con mò lên thấy nó lạnh là nó lạnh, nhưng mà trời lạnh là bắt buộc con tôm nó phải lên mé. Tức là trời trên bờ mà nó lạnh mà dưới sông hỏi nó lạnh tới mức độ nào, phải không, thì bảo đảm câu trong mé, kiếm mấy cái gốc trong mé này kia nó bảo đảm là con tôm nó ăn liền. Còn nếu mà câu ở ngoài giữa sông mà không con tôm nào nó ăn hết, đó nó chỗ mà cái giò lên không mà nó vậy nè, cục mò mà để cái bên miệng nó cũng không ăn luôn nữa. Nó lạnh quá, nó ấy giò nó lên vậy á. Nó trộm cái mình nó lên vậy nè, tại vì á mình kinh nghiệm. Dạ. Thấy không? Còn nếu á mà muốn đi câu á thì á, nếu mà đi câu bằng xuồng bằng đồ đó thì á ngoài sông nó không ăn, thì vô mấy cái kinh. Mấy cái dàm kinh đó. Dạ. Mấy miệng dàm. Là nói chung như trọng là nó lên rất là lạnh quá, nó ngoài nó ngoáy nó lên mé. Tức là nó vô mấy cái đầu kinh nó ẩn, nó núp đó nặng, nó chờ mà nước ấm lại nó mới tuột ra nó ăn. Rồi, kinh nghiệm cũng mấy chục năm trời á, bởi vì đi câu ít ai bị lợi lắm. Ủa chứ ba, người ta nói thí dụ một cái vùng gì nè, một cái khu này nè ha, là chỉ có một con tôm càng thôi. Không, đó là tôm bậy. Tại người ta nói là có con đó đầy tôm nữa không ạ? Nó giống như con đó là nó bá chủ, cầu dính con đó là phải đi chỗ khác nữa mới có tôm càng nữa. Tùy theo con nước. Dạ. Ví dụ như một nguyên cái quận đó thì tôm nó tập trung đó là bảo đảm càng hay là cái gì nó tập trung ở đó đó. Hổm nè ngồi câu một chỗ một mà năm con tôm càng, một con 300 mấy gram không á. Dạ. Mà một chỗ một kéo 5 con tôm càng. Quá trời. Mà mình thấy đâu phải là cái chuyện mà bình thường. Cái chuyện đó là chuyện bình thường thôi, nhưng mà tại vì á con tôm càng á nó hiếm cái chỗ là nó ít. Chứ không phải nó nhiều nó đại trà như mấy con tôm kia. Thiệt chứ mấy con tôm kia hả thì nhiều khi một cần câu hai lưỡi với hai con. Còn tôm càng một con một là ấy là một con một thôi. Còn nếu mà mấy con tôm nhỏ mà lạo xạo lại đó là nó kẹp nó quất luôn. Ủa mấy năm gần đây nè chú ba, là đỉnh điểm luôn, câu nhiều nhất ngày là nhiêu ký chú ba? 8 ký 9 ký. Trời trời, câu mà rồi tính mấy năm gần đây thôi nghe, là nếu năm gần đây tôm ít á nghe, chứ không tính gì trước ha. Mà hồi năm rồi nè, trời trời, câu một bữa 8-9 ký không á. Dạ. Một bữa bán 1 triệu mấy đó, mà nó không được nhiều thời gian, nhưng mà nó chỉ được vài tháng thôi à, chứ không phải mà ấy. Một khi nó trúng là 3-4 một con nước trúng được 2 ngày, 3 ngày rồi mấy ngày kia cũng dài 300, 500, 600, 400, 500. Mấy ngày kia là ngày 1 ký 2 ký. Ờ, 1 ký 2 ký. Còn bình thường rộ ha, như là năm nay thì ít tôm nha. Ít tôm là con tôm chấu lúc này nó nhiều, nhưng mà nước mặn quá là nó không thể tồn tại được. Tức là nó di cư về mấy cái vùng nước ngọt. Dạ. Còn khi mà nước ngọt nó đổ về nó mới theo xuống. Nhưng mà mấy con tôm nó chỉ sót lại là trong thời gian, tức là mình ở trong cái vùng cận của cái cuối sông. Thành ra ở trên khu dân cư người ta xài nước ngọt nhiều, thành ra nó đổ dồn xuống dưới nước mặn. Thành ra con tôm nó nhờ cái nước ngọt đó, nó pha lẫn lại, nó mới sống được. Chứ nếu mà mặn cái kiểu này là nó đổ về mấy cái vùng mà nước ngọt hết, không con nào mà lưu trú được. Tại vì nếu nước mặn mà nó lộ không được, nó lộ không được là nó bị đài, nó chết, nó chết rũ luôn, nó không còn mà ấy được. Nó thành ra nó nhờ mấy cái vùng ở trong ngọn, người ta xài nước giếng đường, nước ngọt nhiều, nó pha lẫn á, đó nó còn tồn tại được. Chứ nếu mà mặn cái kiểu này là tôm buông tay đi hết, không còn nữa. Ủa chú bạn còn thấy khách ghé tiệm con hay mua chị của tôm, người ta mua chị có 30 gram, 50 gram mà không biết cái đó là gì. Câu mấy cái không đâu, câu tôm á là không, mà cái đi câu cần này câu tôm á là cái câu cái dạng đó là câu nước không chảy, nước không chảy câu chì nhỏ. Còn mình câu dây 60, lúc trước câu 50 à, 50 mà thấy nó đứt chì, nó hao chì nhiều quá, không mà xử lý được cái vấn đề. Thành ra cuối cùng chỉ có năm nay thôi là câu dây 60 là chì tới 120, tức là nước chảy cỡ nào cũng câu được hết. Nó thành ra mình á câu chì 120 mà kéo riết hai cái tay về, cứ bằng là không dở lên nổi luôn. Tê chưa nữa.
không dở lên nổi luôn, tức là tám cần không có thời gian nào mà nghỉ ngơi được hết. Rồi khi nào mà mình nói bây giờ chán không câu nữa là mình mới cuốn câu mình nghỉ thôi. Nó còn ngoài ra là suốt luôn, không có cách nào hết mà. Thì tức là câu dây lớn, câu mà giữa sông thì chì lớn. Chì lớn, tại vì nó nặng nó mới trằn cái sợi dây xuống nó nằm sát dưới đáy. Còn nếu mà câu dây nhỏ nó phơi ở trên, phơi lên trên nó câu đâu có dính nó sát đất được đâu mà nó con tôm nó ăn. Mình câu đây là chì 120 nha, còn dạng mà bên Bến Tre mấy bạn nó qua câu là chì 150 cà ram. Rồi tự quăng cục chì nha, một cái ủng. Cái lưỡi sổ tôm lưỡi lắm à, chứ không phải lưỡi nhỏ nha. Dạ. Lưỡi bự lắm mà lưỡi mua về người ta uống á, chứ không phải mà lưỡi mà người ta mua mà trong tiệm mày. Dạ. Mua trong tiệm về nhưng mà có cái người ta sửa lại theo ý của người ta, mỗi người đó câu tôm nó có một ý khác. Mấy bạn câu chuồng ở đây á là nó có một cái là người ta bán lưỡi sao về cay câu như trang vậy, tốn câu như vậy giống thôi. Con á đó, giống con á. Rồi không biết rồi sửa cái lưỡi đó sao cho nó rộng nó hẹp, con tôm nhỏ ăn sao, con tôm bự ăn sao, phải tôm bự ăn không á thì mình lưỡi nào mình câu cũng dính nó ra, tại tới nước nó ăn cỡ lưỡi gì nó cũng dính nó ra. Dạ. Thậm chí mà lưỡi cá ngát mà số 9 đến số 10 mà nó ăn mà còn dính nữa mà. Hèn chi tụi con câu cá ngát cũng dính hoài á. Ừ, dạ. Nó là như vậy đó. Dạ. Nó bây giờ bởi vậy mình nói cái nhại, tức là mình tạo cách nào câu tôm cho nhại, khi con tôm mà về vừa lại rửa ghẹp kẹp con mồi mà đưa vô trong miệng nó hen. Dạ. Là vừa đưa vô là nó đã dính rồi, chứ không cần mà con tôm mà ăn mà để mà lôi hay là vừa gặt hay là đặng dính quá. Mình phải tạo cái sự mà nhạy bén của mình mới được. Giống như lúc con mới câu không biết đợi chừng nào nó bốn đợt mới dở lên thôi. Không được, tức là con tôm này bởi vậy người ta phải thăm thường xuyên. Nhiều khi con tôm nó ăn, tức là cái lưỡi mình nó nước nó chảy thì con mồi nó nằm theo cái nước chảy dưới, con tôm nó kẹp thì nó lôi cái nhịp đầu con câu, còn nước không chảy rồi con tôm nó ở tại chỗ nó ăn đưa vô luôn rồi đâu có biết con tôm ăn, mà khi mà mình phát hiện được còn con tôm muốn chạy mất tiêu rồi. Thành ra phải thăm thường xuyên. Yeah. Đó. Nhiều khi nó mua bỏ vô trong miệng nó kẹp nó ăn đâu, nó nuốt đâu rời đào nó cắn đứt mẹ cái thẻo lưỡi rồi nó ấy rồi đó, mình mới phát hiện thì rồi muộn rồi. Muộn rồi. Bởi vậy á, mình nói đi câu tôm là tay chân nó không có thời gian, một thời gian ở không cái câu có ngát rồi còn ngâm đợi ngồi đó đợi được ha. Mình nói qua tới vấn đề câu cá ngát nha, câu cá ngát là câu chờ thời. Thiệt á, câu cá ngát là câu chờ thời, tức là dục ba bốn cần cũng nó đi, chừng nào nó ăn thì lại mình giật, còn không ăn thì thôi, chứ đâu phải như tôm thì mình còn dở lia lịa. Còn cá ngát nó là nó ăn nó nhịp cần câu đó, mình mới giật. Bởi vậy á, nhiều khi trên chuồng cũng có cần câu cá ngát đồ ba bốn cần nè. Dạ. Mà ở nhà thì á 5-6 cần câu máy mà không đem theo nó chặt chội quá à, nó nặng nề nữa, chứ xài cần đặt không mà chứ đâu xài cần bụng. Đó, mình đem theo rồi nó nặng nề quá thôi lột ra chơi thủ công luôn, ăn giật rồi lôi bằng tay không. Không có quay không có gì hết, cần máy cũng vậy mà cần thủ công cũng vậy, a giật dính rồi bự nhỏ là cũng lôi bằng tay hết. Bởi vì tính ra đó giờ chú ba là câu tôm là giống như thu nhập chính luôn rồi phải không? Ừ. Dạ. Còn nó nói mà đi câu cá là mấy năm trước câu cá 4-5 kg, 5-6 kg là bình thường, ngày 3-4 con. Cá ngát chú ba. Cá ngát á. Dạ. Mà ít câu cá ông lao chán lắm, ngồi trời chờ đợi thôi. Cá ông lao rồi đợi nước luôn. Rồi phải chờ nước rồi phải đợi rồi thôi mệt mỏi. Dạ. Cá ngát hả, mình đúng nước nó hen mà biết canh nước rồi đàng hoàng dục xuống có là bữa liền nha, có là không có chạy đường nào khỏi hết. Sáng câu dầm ở cầu dính lượng con cá cái chín.
Rồi nó ăn khuya khuya nó quấn cái sợi dây vô trong cái mình á. Dạ. Quấn tròn cái khi mình kéo cầm sợi dây mình kéo rồi thấy nó gạt không phải nặng nữa rồi ngon rồi nghe. Dính ngàn bộ nó đấy, quấn ngàn bộ. Nó dính vô trong miệng nó nhưng mà nó dính lâu quá rồi nó quấn á nó quấn đặng nó thoát thân á. Dạ. Cuối cùng bắt được một cái ăn ký chín bán được 250.000. Quá ngon buồn buồn. Nó soạn ra mấy đường câu dầm á rồi buộc mẹ trên cầu cuối cùng cũng tạo được điều kiện. Nói mê đi câu này á, nói thiệt cái bây giờ đang ăn hen mà nói tới đi câu là buông đũa liền kìa. Nó mê tới mức độ đó. Dính câu. Mấy cái mùa mà không có tôm ở nhà chắc buồn lắm á chú ạ. Đi câu. À, đi câu mấy cái khác luôn. Câu cá. Dạ. Yeah. Nhà chịu không nổi. Nhà chịu không nổi. Tại vì quen rồi á, nó tay chân nó ở nhà vài bữa trắng tươi rồi nghe, còn cái câu là nó đen như lão táo rồi, hai cái giò mà ý là mình có dù nè. Còn mấy người bạn kia còn mệt nữa, trời ngồi mà nắng mà suốt ngày luôn, mình thấy mình tội nghiệp luôn mà mình thò cái giò ra ngoài hả của con á. Rồi bẫy rồi cũng vui. Lên tôm nữa nha các bạn. Nhưng mà này là tôm nhỏ. Ngồi kéo một tôm chặt phá lên cho coi nè nghe. Đó. Này đầu, cái đầu có đen đen chú ạ. Con tàng hen, con tàng hen là khác đó chú ạ. Tàng hen là con tôm đực. Hai cái càng nó to lắm nhờ gạch nè. Nhưng gạch khối nè. Đó tươi luôn nè.